5 điểm quy rồi, 2 điểm đúp. Sát thương ở dạng tí nhị là cực kỳ thốn đến từ vị trí của Zerg. Có chiêu cuối đẩy vào tường này là bắt choáng thành công đến từ vị trí của Kana. Nhưng ta không có chiêu cuối. Cố gắng đâm kiếm, tiếp tục là một nhịp làm choáng nữa. Chuyển dạng đến từ Zerg, nhảy đi. Và một hit đánh thương nữa là đủ sát thương đến từ Zerg để có mạng solo kill. Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của Hoàng Sama. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đồng hành với máy chủ Hàn Quốc và để xem một kèo đấu rất hấp dẫn ở tiền mùa giải 2023 giữa Zerg đứng trên hiện tại của T1 và Kana tân đứng trên hiện tại của Double Kia, để xem là hai người này sẽ thể hiện ra sao với kèo đấu Na và Aridia nhé. Trước khi bắt đầu với nội dung chính thì rất mong các bạn để lại thêm lượt like, subscribe cho kênh YouTube của mình cũng như là follow cho fanpage của mình nữa nha. Đổi cái ca một chút nào. Đổi cái ca một tí sang góc này. Ok hơn á. Để nhìn điểm ngọc tái tổ hợp của rớt rõ hơn tí. Với chinh phục của Na chứ không phải là bước chân thần tốc để trụ đường như thông thường, với việc là đối đầu với một kèo tay ngắn, đó là Aurelia cũng cầm chinh phục của Kana. Đắc thắng huyền thoại tốc độ đánh vào chốt chặn cuối cùng, giáp cốt cũng như là lan tràn là những gì mà rớt cầm ở nhánh chính và nhánh phụ. Còn trong khi đó thì Top King aka Kana cứ đổi sang Damon Kia phát là mấy ông đường trên cứ top king, mid king, jungle king ấy nhỉ. Nào, chinh phục hiện diện trí tuệ, huyền thoại kháng hiệu ứng à. Và cho trận cuối cùng lấy cho mình khiên Doran và ngọn gió thứ hai để trụ đường đến từ Kana. Cộng thêm nhánh kết định nữa để tăng cái khả năng kháng hiệu ứng đến từ một con Ire. Nó sẽ là Ire Jaxo và gươm suy vong như thông thường đúng không nhỉ. Khả năng cao là như vậy đến từ Kana với thiêu đốt và tốc biến nha. Cái bộ phép bổ trợ rất cục đến từ Kana để có ưu thế đi đường trước Zerg. Có vẻ như là những cấp đầu tiên thì Zerg đang chiếm ưu thế với việc lên 2 trước này, chuẩn bị hóa Na khổng lồ. Rõ ràng áp lực đi đường là nhiều hơn đến từ Na ở trong những cấp đầu tiên với dạng tí nị. Kana sẽ cần phải có sự hỗ trợ đến từ Daina, một vị trí đi rừng đang hướng vòng rừng đầu tiên lên ở trên. Trận này ở bên phía của team Zerg có cả Bonnie, người chơi đến từ KT Roster Challenger. Vikla cũng là một thành viên của KT Roster. Rahel là thực tập sinh của Double Kia nha anh em nhé. Ở bên phía bên kia là Kana, Gidong và Pipigot, những người rất là quen thuộc ở cái bậc rank thách đấu ở máy chủ xếp hạng Hàn Quốc rồi. Rất cần đến từ Zerg. 15-8 ở 2 turn đầu tiên. 3 turn chứ, quên, 3 turn đầu tiên. Kiếm Dora là những gì mà rớt anh ta lựa chọn ở trang bị đầu tiên của mình, trong khi đó là khiên đến từ để đánh nhùng dành cho vị trí của Kana. Cấp 3 đến từ Kana đang tích stack nội tại. Muốn stack đến từ Kana rồi, có quyết định là lao vào để all-in không khi mà rớt đang ở dạng tí nị và rớt giấy. Đây sẽ là thơ lính đẩy ngược lại đến từ Kana nha. Có thể tận dụng way này để đánh nhau được đến từ Kana, lấy giáp cốt đối phương trước này. Quy áp sát ngay lập tức căn và rớt bắt buộc phải lùi về. Hai người chơi đường trên đều là các top lane trưởng thành từ lò tạo của T1, một người cũ một người hiện tại. Ngày xưa thì cái phong độ đánh rank của Kana rất là cao. Giờ bớt rồi, giờ đỡ rồi. Giờ đại đế đại đùng các thứ là cũng đại tướng các thứ là cũng ghê gớm lắm. Vẫn rất thù hòa hoãn đến từ cả hai người. Kana lên đẩy zoom thôi, đẩy phụ thôi. Way này là một way rất là nguy hiểm nha. Nếu mà Kana bị ganh way này thì khả năng là bị thọt rất là cao. Bên phía kia rất là còn cầm dịch chuyển nữa. Dính một hit trụ đến từ Kana nhưng không sao cả. Ý đồ của anh ta là đẩy xong way sẽ bấm B về nhà. Rất chắc chắn đến từ Kana và rớt ở trong giai đoạn early game, bởi vì họ đều hiểu rằng kèo này chỉ cần sai lầm sai một ly thôi là đi cả dặm luôn. Làm cho hai tốt đến từ rớt. Hình như không ăn được con lính đánh gần đúng không? 32 so với là 29 vẫn đang farm hơn đến từ Zerg với kèo Na và Aurelia ở những thơ đầu tiên. Cấp 5 đến từ Zerg. Ire thì sẽ đi bộ lên. Và lên thì chắc là Kana anh ta cũng sẽ chạm 5 thôi. Không mất quá nhiều lính đến từ vị trí của Kana. Zerg bấm B về nhà với 37 chỉ số lính. Cầm 1.000 tiền. 1.000 mốt. Mua luôn đôi giày thép gai. Tín thế. Trong khi đó là quốc chim đến từ Aurelia. Gươm suy vong có thể là trang bị mà Kana hướng tới, hoặc là anh ta có thể hướng tới một cái dìu mãng xa, cũng đang là một trang bị rất hot và nó cũng khá là phù hợp với Ire nha.
5 phút bắt đầu không có bất cứ một điểm hạ gục nào ở các đường cả. Shinra đứng giữa farm cân với lại Yasuo, đứng dưới thì cũng là Nila farm cân với lại Tristana. Không, Nila hơn một chút về chỉ số lính, kinh nghiệm cũng sẽ hơn bởi vì nội tại mà. Rớt sẽ cần phải cẩn thận ở dạng tí nị nha, bởi vì Irei có khả năng tiếp cận, mà nếu như bị dính lập choáng đấy từ cái bước nhảy hoàn vũ thì rớt có thể gặp nguy hiểm. Hai bên đi đường vẫn đang tương đối là cẩn, rất cẩn. Mua giày thép gai là biết cẩn, siêu cẩn thận đấy từ rớt. Lính đẩy ngược về rồi, có xe to nha. Tích nộ khá tốt từ rớt, 70%, 80% nộ rồi. Rõ ràng là khi mà nộ tốt như này rồi thì Irei của Kana sẽ phải lùi về. Đâm kiếm bay vào dính làm choáng luôn. Có đẩy vào tường luôn không? Rớt có dùng chiêu cuối luôn thôi này không? Quyết định là giữ chiêu cuối lại. Không thấy Daina đâu. Nếu mà Odin thì nhiều khả năng mà bị dính phát tấn công đến từ Daina có thể gặp nguy hiểm. Dùng chiêu cuối luôn đến từ rớt khi mà chuẩn bị hết dạng Na khổng lồ. Irei có chiêu cuối nhá. Nếu mà Daina muốn thì đây có thể sẽ là pha đai trụ, nhưng đai trụ với một con Na còn nhảy và tốc biến thì nó cũng sẽ hơi mạo hiểm. Quyết định là chơi an toàn. Rớt có thể gặp nguy hiểm trong thời này nha. Double kill dành cho Tristana ở cánh dưới, mất thanh tẩy nhưng có được hai mạng, bắt choáng không thành công đến từ vị trí của Kana rồi. Vẫn đang cố gắng thả diều rất tốt đến từ rớt. Ui, hai bên đều là diễn viên thể luôn á. Kana diễn rất sâu trong pha vừa rồi khi mà anh ta bắt choáng hụt vẫn tiếp tục dấn lên. Rớt cũng đánh hơi thấy một điều gì đó không thơm và cũng chỉ là hai hit đánh thừa và thêm một phát quy nữa, sau đó là giật về. Không ham truy đuổi. Toàn diễn viên chuyên nghiệp ạ. 64 lính so với lại 55. Đi đường vẫn đang cực kỳ là ổn áp dành cho con Na của rớt. Trời rất an toàn nha. Về nhà mua hai mảnh, một kiếm dài, một dao găm và tái sử dụng. Nó lên gì nhỉ? Nó là tam hợp thôi nhỉ? Vẫn sẽ là tam hợp kiếm đến từ con Na của rớt thôi. Trong khi đó thì ở các đường còn lại thì sao? Ray tấn công của Yasuo nhưng Punbe về được, không có gì nguy hiểm cả. Daina của Gaegidong thì vẫn chưa có bất cứ một điểm hạ gục nào cả. Farm 48 so với lại 53 so với lại Grave. Tristana đứng dưới và có hai xác nhưng vẫn đang farm thua so với lại con Nila. Boss vừa rồi là dual kill Reta Class và Tristana thắng kill so với Ashe cộng với lại Nila. Yasuo khá là lả lướt này. Quay trở lại với khu đứng trên thì sao? Rớt 64 so với lại 67. Nhưng đây sẽ là đợt lính đẩy ngược về, bắt choáng không tốt đến từ Kana. Rớt né được thành công pha bước nhảy hoàn vũ của đối phương. Nãy giờ thì chưa có bất cứ tình huống nào mà Kana làm choáng được rớt với bước nhảy hoàn vũ cả. Chỗ trông kè nhau từng chút tầm nhìn một ạ. Rớt không cho Kana cắm mắt vào cái bụi cỏ đó khi mà anh ta đặt sẵn mắt kiểm soát ở khu vực đấy. Lại có Na khổng lồ. Nên nhớ ra là Kana có thiêu đốt nhá. Và nếu như vào một tình huống Odin thì rớt có thể gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như chuyển dạng được thì chưa biết đâu, chưa biết ai ăn đâu. Rớt đang đánh rất chắc chắn với kèo này. Anh ta đang tìm Kana luôn. Đi tìm Kana luôn mà. Nào bắt choáng. Lần này thì trúng rồi, đâm kiếm vào không. Rờ đi luôn. Để con Irei tiếp cận ở trong thời đấy là rất nguy hiểm khi mà chuẩn bị hóa thành dạng tí nhị nhá. Ray đang đứng đằng sau lưng này. Kana đang muốn đâm vào nhưng mà rõ ràng là vừa rồi có đại băng tiễn là cái warning rồi, một cái báo động dành cho Kana là anh ta có thể bị nhắm tới. Gray đang đi lòn, không hề có tầm nhìn đến từ Kana, bắt đầu đâm kiếm vào lưới kiếm tiên phong hút đến từ Kana rồi bắt choáng thì sao đây, nhảy qua đến từ vị trí của rớt, tiếp tục ném thường và điểm hạ gục đầu tiên đã có dành cho rớt ở cánh trên với khả năng gánh tốt đến từ Grave. Chiêu cuối đến từ Aurelia hụt và bắt choáng thì cũng không trúng ai luôn. Rớt có Na khổng lồ, hóa khổng lồ luôn. Chiêu cuối đã dùng trước đó rồi cho nên là Daina sẽ thoát được. Cú Q2 hụt. Càng lợi thế thiêu đốt nhưng mà rõ ràng là rớt có đồng đội đằng sau lưng và lý do tại sao là anh ta lại đẩy cao được như vậy. Di chuyển quay trở lại rồi, đây sẽ là ưu thế dành cho rớt khi mà Kana không còn tốc biến nữa nha. Rớt có tốc biến ở trong tình huống tay đôi tiếp theo.
8775. Hai mảnh của Tam Hợp Kiếm đã có đến từ rớt. Trong khi đó thì Irelia của Top King aka Kana sẽ là hai mảnh của Gươm Siêu Vong. Như vậy là Gươm Siêu Vong là trang bị mà Kana hướng tới, sẽ là combo Siêu Vong cộng Sắc Sô dành cho Irelia ở thời điểm hiện tại. Một combo cũng rất là mạnh và phù hợp với Ire, một con tướng có quay lâu trong giao tranh. Và tích stack nội tại của Sắc Sô cũng là tương đối hiệu quả. 9675 là rớt vẫn đang kiểm soát kèo đấu rất tốt với kèo Na Irelia này. Shinra solo kill thành công, Yasuo khu vực đứng giữa. Ủa đau đau, cấp 9 đánh cấp 8 nha. 5 điểm quy rồi, 2 điểm đúp. Sát thương ở dạng tín nhị là cực kỳ thốn đến từ vị trí của rớt. Có chiêu cuối đẩy vào tường này là bắt choáng thành công đến từ vị trí của Kana. Nhưng ta không có chiêu cuối, cố gắng đâm kiếm tiếp tục là một nhịp làm choáng đưa. Chuyển dạng đến từ rớt nhảy đi. Và một hit đánh thương nữa là đủ sát thương đến từ rớt để có mạng solo kill. Thiêu đốt không đủ đam đến từ Kana và anh ta mất quỳ. Và solo kill dành cho Zeus. Mượt, mượt. Không có chiêu cuối. Ire nó không có chiêu cuối anh em ạ. Kana không có chiêu cuối trong tình huống tay đôi vừa rồi và anh ta thua khi dính chiêu cuối Na vào tường và chuyển dạng thành công rớt dứt điểm. Đây sẽ là 2-3 stack trụ dành cho rớt ở cánh trên. Kiểm soát kèo đấu quá hoàn hảo đến từ rớt, gần như không cho Kana bất cứ một cơ hội nào luôn á. Lính đẩy vào trụ cấu máu Na tí đị, đối phương lao vào, bạn dùng Na khổng lồ hất ra hoặc là hất vào từ chơi luôn. Bây giờ thì không có tốc biến, không thiêu đốt thì bằng cách nào đây? Bằng cách nào Kana có thể thắng được rớt đây? Rớt vẫn còn tốc biến nha. Tam Hợp Kiếm đã xong đến từ rớt rồi. Đi bộ lên đường trên thôi. Lính ở thế cân bằng, không mất lính. 117 so với lại 91, farm hơn 20 lính. Hơn 20 lính, thậm chí là bây giờ anh ta còn gác trước hai mạng như thế này nữa thì không có cách nào để con Irelia kia có thể solo kill lại. Rất tín. Daina muốn anh Nightsaw à? Bị đầu tiên Daina anh Nightsaw cho nó Gray thì vẫn sẽ là combo hấp huyết và kiếm âm mưu thôi. Combo sẽ giúp cho con Gray này có sát lực early game, kiểm soát tầm nhìn, châu, có hồi siêu. Shinra Battle Luden, Yasuo chết hai xác rồi. Nila thì vẫn chưa có bất cứ một mạng nào ở trong ván này cả. Nhưng mà lính vẫn đang cân bằng là một điểm cộng nha. Nila dìu mạng xả. Đến 12-23 rồi cái mình dừng bắn xa nó bị nợp rồi mà cảm giác nó vẫn được ưa dùng dã man anh em ạ. Cú đúc chuyển dạng đến từ rớt. Daina lên ganh rồi, liệu đây có phải là pha cân đối từ rớt hay không? Hay chiều cuối vào tường rớt chạy đi tốc biến luôn đến từ rớt qua tường. Đào thoát thành công. Thông nổ là chạy được. Đừng trêu luôn Daina mà. Chơi luôn. Daina không chiều cuối anh em ạ. Daina đã dùng chiều cuối rồi, tức là hai chiều cuối vừa rồi. Bị rớt... né bởi nhảy dậm nhảy của Na cũng như là tốc biến. Rớt quay trở lại khu vực đường trên. 130 so với 103 và bây giờ thì rớt tìm luôn Irelia của Kana để ném vào đầu. Nhảy thêm một nhịp nữa tăng tốc độ đánh. Áp lực lại chuyển dạng Na khổng lồ này. Về sao được bạn? Sao về được? Sẽ không có tốc sao không có chiêu cuối đến từ rớt ở trong turn này nhưng Gray lên rồi. Làm choáng thành công đến từ Kana. Thêm một nhịp gạch nữa vào và đánh thương là đủ sát thương. Không có cơ hội nào dành cho Kana để đào thoát được cả. Khi đó là Gray. Và sát thương vật lý quá lớn đến từ Zod cũng như là Gray. Tiễn Kana lên bảng điểm số lần thứ 3 trong ván này. Chưa xong Gươm Suy Vong 15 phút. Mới chỉ có 3 mảnh thôi. Rất nghèo đến từ Kana. Trong khi đó Zod về nhà quất cái gì đây? Anh ta cầm bao tiền trong người? 1.300 tiền trong người rồi. Bố chiến câu phiêu với đồ 2 là vũ điệu à? Không biết top king là ai luôn rồi. Chúng đánh con Na tín thế. Gì? Bố chiến? Không, giáp. Giáp canh ngục và một kiếm dài luôn. Ủa lên đồ kìa.
Hai đường đơn là Aurelia và Yasuo, sát thương vật lý rất nhiều, đồng ý nó sẽ là khiên băng Radiant ở đồ 2 dành cho rớt. Ba xác dành cho rớt rồi. Ire của Kana chết 3 mạng rồi. Gươm si vòng đã xong rồi, nhưng mà rớt thì sách cả giáp cai ngục, cả giày thép gai ra thì lấy đâu ra sát thương vật lý đủ đây. Di chuyển ra khu vực đứng giữa đánh nhau to ở khu vực sông này, nhảy một nhịp. Có tương gió đến từ Yasuo nhưng tưởng gió với chúng tôi này. Hai bùa dưới chân rớt với mạng thứ tư dành cho rớt ở ván này. Và tiếp tục là Ray hạ sát thành công Tristana với cú quét 4 người. No hope. Lưỡi kiếm tiên phong bung ra và FF rồi. 15 phút FF. 16 phút. Chiến thắng quá áp đảo đến từ team của rớt ở trong ván đấu đối đầu với team của Kana. Chăm sát thương chút. Ao chỉnh. Thật sự quá ao chỉnh.